Đây là hình ảnh hiện trạng của bác ấy khi mà bị viêm da cơ địa, và bác này thì các bạn nhìn thấy là bác này cũng phải bị khá là lâu rồi, cực kỳ ngứa. Vì bác ấy ngứa, bác ấy gãi sâu như thế này nên bật cả máu ra, các bạn thấy không ạ? Cái ca này thì anh chị em mình chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân này như thế nào? Thứ nhất là các bạn phải đánh giá ca này. Đầu tiên là chúng ta phải xác định cái ca viêm da cơ địa này ấy, có rất là nhiều những cái biểu hiện sang thương khác nhau. Nhưng mà các bạn biết là bản chất của viêm da cơ địa là gì không ạ? Nó cũng là cái phản ứng dị ứng. Và thường là bệnh nhân hay bị dị ứng với môi trường sống hoặc là dị ứng thời tiết, thì bệnh nhân sẽ có những cái nốt gọi là những cái nốt mẩn, nốt ngứa, và khi ngứa lên thì chúng ta lại tác động gãi rất là nhiều, làm cho cái tình trạng viêm da kèm theo là dị ứng, thì lúc này cái mức độ của bệnh nó sẽ nặng lên rất là nhiều. Và khi có phản ứng dị ứng thì nó sẽ tạo ra các phản ứng dị ứng như da ngứa, nổi mẩn, và bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện đó là gãi, thì nó sẽ tạo ra tổn thương trên da, thì lúc này là các bạn sẽ thấy rằng là có thể dẫn đến tình trạng là viêm. Và khi mà da bị viêm như vậy rồi thì nó lại rất dễ bị dị ứng, tạo ra một cái vòng luẩn quẩn, đúng không ạ? Thế thì có một số những cái trường hợp mà bệnh nhân vào giao mùa, thì cái thời điểm giao mùa là cái thời điểm mà buổi ban ngày thì nắng nóng nhưng buổi tối thì trời nó lạnh, thì các bạn thấy thời điểm tiết đấy nó rất là hanh, và cái da khô, da thì khô cộng với việc là thay đổi thời tiết thì nó sẽ là hai cái tác nhân gây ra một loạt các phản ứng dị ứng, bệnh nhân gãi làm tổn thương da. Khi mà da bị tổn thương như vậy thì bắt đầu da nó sẽ dày lên, cứng lên, người ta gọi là đấy là cái quá trình tràm hóa, lichen hóa đấy. Khi da nó dày, nó cứng lên để nó bảo vệ da khỏi viêm và sự tác động xâm nhập từ bên ngoài. Nhưng mà khi da nó dày, nó cứng lên thì nó lại gây khó khăn là gì? Ví dụ đây Hằng vẽ một cái phần da cắt trên mặt da, thì đây là cái lớp biểu bì. Đấy, lớp trung bì và hạ bì ở dưới này. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà cái bề mặt da này bị tổn thương, biểu bì da bị tổn thương thì da nó sẽ càng dày lên. Nhưng khi mà da chúng ta bị viêm thì nó có thể viêm vào tận phía trung bì. Các bạn nhá, nó có thể viêm vào tận phía bên trung bì này. Nó gây ra những cái biểu hiện viêm, Hằng sẽ vẽ viêm là màu xanh đi. Nó sẽ viêm ở tận đây. Và khi viêm bắt đầu da sẽ có một cái phản ứng là nó lại càng dày lên nữa. Càng dày lên, lúc này càng khó điều trị hơn. Cái kem bôi anh chị em mình chúng ta bôi vào ấy, nó không tác động được phía lớp trung bì. Vì các bạn sẽ thấy rằng lúc này da của chúng ta nó dày, nó bị sừng hóa rồi. Mà khi mà bệnh nhân bị viêm ở phía dưới này thì da nó lại càng kích ứng, là lúc này ấy, là nó ngứa từ bên trong ở phần trung bì mất rồi. Nên là các bạn sẽ thấy là khi có những người mà người ta bị lâu, người ta có viêm ở phía bên trong trung bì rồi, và bên ngoài bôi kem dày không có thể qua được để vào bên trong tác động, người ta kể cả người ta có bôi kem người ta vẫn ngứa như bình thường, và người ta ngứa thậm chí người ta ngứa thì người ta gãi đến bứt rụt da chảy máu ra, người ta mới đã. Vì lúc này chúng ta gãi nhẹ, chúng ta chỉ tác động đến cái phần biểu bì thôi, mà phía dưới là nó ngứa ở tận phần trung bì cơ. Thì đấy là anh chị em mình hiểu về viêm da cơ địa, nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn đến như vậy. Thì sau đó trong quá trình điều trị thì da bệnh nhân đã có thể có dấu hiệu ổn hơn rồi. Sau khi điều trị xong thì bệnh nhân da nó đã có dấu hiệu này, đỡ sần sùi hơn này, mức độ viêm của da nó đỡ hơn rồi này. Nhưng tuy nhiên thì vẫn có những lúc da bị ngứa nhá. Bằng chứng là đây này, bệnh nhân các bạn thấy vẫn có dấu của vết gãi này. Thì đến bây giờ là chân của bố bạn ấy đã trong cái hiện tượng như thế này, trong cái tình trạng như này rồi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là da có để lại vết thâm đúng không? Da vẫn hơi khô. Đây là Hằng vẫn dặn là bố bạn ấy phải vẫn nên thường xuyên là bôi cái kem dưỡng ẩm cho da. Đấy anh chị em mình ạ. À, nhá, bộ vẫn thường xuyên bôi kem dưỡng ẩm cho da để tránh là bị ngứa lại. Và ngoài ra các bạn thấy da ở đây thì nó đã gì ạ? À? Đã hoàn toàn ok rồi. Cái vẫn những cái khoang khoang đen đen ấy là do da nó có để lại vết thâm do trước đó da nó bị tổn thương thôi. Chứ nó không phải là da nó còn bị bệnh nữa anh chị em mình ạ. À. Thế thì đây là một trong những cái trường hợp mà đây sau cái quá trình điều trị xong. Hình như Hằng nhớ không lầm là bạn đi điều trị cho bố bạn ấy phải đến 6 tháng. Cho nên là đối với điều trị viêm da cơ địa ấy, mà bị càng lâu thì điều trị phải hết sức kiên nhẫn, da bắt đầu nó mới hồi phục dần, chứ da không thể nào hồi phục nhanh được đâu anh chị em mình ạ. À, xin chào Hồng nhá, xin chào chị Hồng Vũ, xin chào chị Hồng Vũ. Nếu mà chị nghe thấy em thì chị có thể vẫy tay lên camera được không ạ? Sau khi mà được hướng dẫn và giải thích về ca đấy rồi thì chị Hồng đã hiểu về cách điều trị, và giai đoạn 2 là giai đoạn sau ấy, là chị Hồng trực tiếp là điều trị cho bố chị luôn. Đấy là một cái điều vô cùng tuyệt vời, và sau đó thì chân của ông cũng đã cải thiện như hình ảnh mà các bạn vừa lúc nãy vừa nhìn thấy trên slide. Bây giờ bố em là đẹp lắm rồi ạ, không còn dấu hiệu nữa, nhưng mà tại hiện tại thì bây giờ em vẫn cho bố dùng kem dưỡng ẩm nhưng mà thưa hơn ngày trước ạ. Có nghĩa là Thế thì thỉnh tốt rồi. thoảng thì mới dùng thôi chứ không phải là dùng liên tục giống như cái đợt đang điều trị cấp nữa ạ. Nói chung là đến thời điểm bây giờ, từ lúc mà bố em điều trị đến giờ là phải đến 1 năm rồi đó cô ạ.
tức đúng là một năm tổng thời gian từ khi bắt đầu thôi điều trị hỏi cô đấy cho đến cho bây đến cái giờ thời gian, ừ nhưng mà cho đến cái thời gian mà chụp cái ảnh này cho của cô này, em chụp cái ảnh này xong em bảo là cô ơi chân bố em khỏi rồi ấy, là nó vâng cách bao nhiêu lâu nhỉ, đây để cô cho hình ảnh lại để em nhớ mà cái lúc mà bố em bị đến lúc ấy đây. thì là bị nặng nhất ấy, thì là lúc đấy thì em điều trị cho bố 1 tháng hoặc là đến 2 tháng thì nó có bớt, nhưng mà sau đó nó lại bị tái lại, sau một thời gian thì nó bị tái lại cô ạ. Đấy, tái lại, và sau đó thì học cái buổi viêm da cơ địa của cô về thì em áp dụng là tháng đầu tiên xong rồi đến tháng thứ hai là bắt đầu có dấu hiệu là đã, và dần dần thì một thời gian sau em không nhớ chính xác đã là mấy tháng thì gần như là đã hoàn toàn, và cho đến thời điểm bây giờ là gần toàn 1 năm rồi, bởi vì trước khi em bán thuốc thì bố em đã bị rồi, bị rất là lâu rồi, và ông đã đi khắp nơi và nhiều người người ta vẫn lấy cho ông corticoid cả bôi lẫn uống, vì bố em ngoài cái bệnh viêm da cơ địa có bệnh lý kèm theo đó là viêm viêm phổi mãn ạ, viêm phế quản mãn ạ. Thường đi bệnh viện thì các bác sĩ vẫn kê cho ông là có corticoid trong đấy, nhưng mà từ khi em bán thuốc đến giờ thì về thì em hạn chế cho ông dùng, nếu trường hợp cấp thì em chỉ cho ông dùng 3 đến 5 ngày thôi. Đấy thì cái ca này các bạn sẽ thấy là rất là nhiều, hầu như 90% bệnh nhân bị viêm da cơ địa khi ra quầy thuốc hoặc bác sĩ kê đơn điều trị thì phần lớn 90% là đều cắt corticoid luôn. Các bạn sẽ thấy là cái nguyên nhân viêm da cơ địa, một là do kích ứng dị ứng, hai là viêm đúng không? Thì cái corticoid đấy nó vừa giảm dị ứng mà nó vừa chống viêm mạnh, nên là nó có cái hiệu quả rất nhanh. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng là đối với viêm da cơ địa ấy, thì cái bản chất là dị ứng thì nó không thể nào nó có thể là gì ạ? Là hết hoàn toàn được. Đúng không ạ? Nó không hết hoàn toàn được. Thì lúc này cái việc chúng ta dùng corticoid là chúng ta phải phải uống hoặc là chúng ta bôi rất là lâu. Đúng không ạ? Và khi mà bôi lâu ấy thì cái đặc trưng của corticoid mà các anh chị em mình phải nhớ này là khi mà chúng ta dùng corticoid ấy thì các bạn dùng liều cao nhưng dùng trong thời gian ngắn thì cái tác dụng tốt của nó bao giờ cũng nổi trội và nó không thấy có tác dụng không mong muốn ở đâu cả. Không có tác dụng không mong muốn lúc đấy. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng corticoid mà kể cả các bạn có dùng liều thấp thôi nhưng mà chúng ta cùng kéo dài một thời gian dài ấy thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là cái hiệu quả của corticoid nó thấp nhưng cái tác dụng không mong muốn của nó rất cao. Và lúc đấy nó làm cho da mất sức đề kháng. Nó làm cho da bị viêm nặng hơn, bị bội nhiễm nhiều hơn. Thì da sẽ mất sức đề kháng, da bị viêm nhiều hơn. Và cộng với việc là cái khả năng giảm ngứa của nó lại kém hơn. Thì da lại càng ngứa và da lại càng viêm. Đấy chính là cái lý do tại sao mà Hằng nói là đối với viêm da cơ địa mà nếu dùng corticoid thì không khác gì các bạn cho bệnh nhân đi vào một cái ngõ cụt. Và đến cuối cùng khi người ta đến cái ngõ cụt rồi, người ta không bao giờ còn cái đường nào khác để người ta đi nữa. Và các bạn cũng bế tắc trong quá trình điều trị luôn. Thì đấy là một trong những lý do tại sao mà Hằng nói là không điều trị viêm da cơ địa bằng corticoid là như vậy. Lúc còn dạy em á thì bố em là cái ca của bố em mà quan trọng nhất là cô dạy là quan trọng nhất là mình phải biết phân tích da, đó là cái ca của bố em là may mắn là được cô chia sẻ đúng cái thời điểm là đúng đang bị cắt, mà lúc đó là em đưa ảnh lên thì cô lại chia sẻ luôn cho lớp, cho nên là lúc đó em thấy là rất là may mắn là được cô chỉ đúng thời điểm và em đã làm đúng theo cái phương pháp của cô, tức là da của bố em là cũng có trường hợp nhiễm corticoid, cho nên là em dùng lúc đấy là em cũng vẫn cho bố em dùng corticoid, nhưng mà cứ cắt 1 ngày em cho bố em dùng cái corticoid bôi 1 lần và em cắt luôn hoàn toàn thuốc uống, em không cho bố em uống nữa, chỉ có kháng sinh và em vẫn cho, ví dụ ông có ngứa thì em cho cái hỗ trợ giảm ngứa và là cái kem Ceragon thôi, kem bôi thôi, và sau đó là corticoid thì em cho bôi cách 1 ngày xong rồi cách 2 ngày rồi dần dần là cách lên 3 4 ngày và em cho dùng 10 ngày corticoid, và đến bước đầu hình như là khoảng tầm 11 12 ngày gì đấy là dùng từng em cho bố em giảm và không dùng nữa, hoàn toàn là không dùng nữa. Chỉ bôi cái kem bôi có thành phần kháng sinh nữa thôi. Và dần dần là bố em không phụ thuộc cũng không cảm thấy ngứa, bởi vì nếu mà ngứa thì em cho dùng giảm Đấy, tức là gì ạ? Bạn ấy ngứa. sẽ ngay từ những thời gian đầu ấy là bạn ấy sẽ giảm Đấy. cái số lần dùng corticoid uống là bạn ấy cắt luôn rồi. Còn bôi là bạn ấy sẽ giảm lần số bôi. Sau đó sau này bạn ấy giảm lần số bôi rồi thì giảm đến mức hết mức có thể của một ngày rồi thì sau đó bạn ấy sẽ bôi cách ngày. Cho bôi cách ngày. Ngày hôm nay bôi, ngày mai không bôi, ngày kia bôi, tức là giảm dần cái liều dùng corticoid thì đấy chính là cách chúng ta gọi là cai corticoid, được chưa ạ? Chứ không phải ngay lập tức các bạn cắt luôn nhá, vì cơ thể đang lệ thuộc của corticoid rồi. Được chưa? Cắt luôn là không ok. Thì chúng ta sẽ giảm dần, cho nên phải thực sự theo sát khách hàng và kiên nhẫn nhắc nhở khách hàng.
Đấy, anh chị em mình nhá. Thì chúng ta sẽ cắt dần như vậy. Thì đến khi mà bệnh nhân cứ cách ngày là mới bôi một lần, thì anh chị em mình bắt đầu là sẽ cho giãn thời gian dùng ra, corticoid ra. Có thể sau đấy rồi là chúng ta cho ngưng kem bôi luôn. Có ngưng kem bôi luôn khi mà đã 2 ngày là mới bôi một lần. Sau đó chúng ta ngưng kem bôi corticoid. Và nếu khi ngứa thì chúng ta xác định là nếu cái mức độ ngứa không quá nhiều nữa rồi, thì lúc đấy là không cần phải bôi lại, dặm lại một lần corticoid nữa, mà cho bệnh nhân là thay thế bằng thuốc uống kháng histamine và thuốc bôi bằng kháng histamine. Tất nhiên cái lúc mà cho dùng corticoid bôi cách ngày hoặc là bôi giảm lần ấy, thì vẫn phải bôi kem bôi Filigen và vẫn phải cho uống thuốc kháng histamine mọi người ạ. À, chứ không phải là mình không cho dùng nha. Nhưng đến khi mà cái corticoid ấy mà gì ạ, mà ngưng ngay cả bôi rồi, thì có thể có một số những lúc nào đấy ấy, là bệnh nhân vẫn ngứa. Thì khi ngứa một cái là dí luôn cái kem bôi Filigen vào, bôi trực tiếp lên da. Cứ mỗi lần cảm thấy ngứa là bôi cái kem đấy luôn. Thì lúc đấy là gì ạ? Là cái bệnh nhân nó sẽ vượt, họ sẽ vượt qua được cái việc lệ thuộc corticoid. Thì cái bước đột giai đoạn 1 là phải cai được corticoid là xong. Sau đó đến giai đoạn 2 thì nó chính là cái giai đoạn mà Hằng vừa chỉ cho anh chị em mình ấy. Nó sẽ là giai đoạn 1 của trường hợp bệnh nhân điều trị không phụ thuộc vào corticoid. Được chưa anh chị em mình? Đấy, thì đấy là một trong những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý giúp Hằng. Nhá. Đúng không đồng chí Hồng Vũ? Đấy, anh chị em mình nhá. Thật ra mà để mà mình có một cái kinh nghiệm như bây giờ và hoàn toàn tự tin như bây giờ thì nếu như không biết đến cô Hằng thì chắc là không không có cái cơ hội này đâu ạ. Đơn giản nhất là mình chia sẻ cái vấn đề là mình học hỏi được ở đây là vấn đề quan trọng nhất vẫn là chuyên môn. Nếu như bạn không có chuyên môn thì làm cái gì nó cũng khó. Mình nói người ta sẽ không tin. Và cái kết quả mình làm mà người ta không thấy được, người ta nhận không, các cái khách hàng không nhận được cái giá trị từ mình, thì dù mình có nói hay nói giỏi như thế nào thì chắc chắn là họ không bao giờ tin mình. Và mình dám khẳng định với các bạn là khi mà mình đăng ký học chuyên môn rồi thì ngoài cái việc là mình trước đây như có nhiều cái mà không biết ấy, thì bây giờ là mình thực sự là rất là tự tin, mình sẵn sàng có thể nói với các bạn là trước mình đang còn mơ hồ thì bây giờ là mình đã cắt đơn cho khách mà người ta cảm thấy là không phải là một khách người ta đến với mình nữa, mà khách đã tự giới thiệu khách đến, là người ta đã thậm chí là bây giờ ngoài cái ca của bố em ấy, sau cái ca của bố em đấy thì em có điều trị thêm tầm 4 5 ca nữa, tức là nấm bẹn này, nấm mông này, rồi viêm da cơ địa mà bác ấy là một người đi bộ đội và bác bị rất là lâu năm, bác bảo là không có phương pháp nào để điều trị nào. Thì bác cũng là gần đây thôi, bác đến thì em đã hỗ trợ giúp gia đình bác ấy, giúp bác ấy đấy. Em vẫn cảm thấy bác là đơn thuốc có thể là hơi cao, nhưng mà bảo chắc chắc chắn với bác là nếu mà đơn thuốc cao mà không khỏi thì hôm sau là chặn bác dùng một thời gian, nếu không được thì bác cứ gửi cái thuốc lại cho cháu. Tại vì là em đối em dùng em theo sát bác cũng gần đấy thì em cho bác dùng 1 tháng thì bác cải thiện nhiều lắm. Hôm sau là vợ của cái bác đấy đã đem họ gọi đến nhà biếu và nói là đúng là thực sự là rất là may khi mà bác ông cũng đã đến tận bệnh viện da liễu trung ương rồi, nhưng mà về thì ông nhắc uống thuốc. Thực ra mà nói là vấn đề không phải là bệnh viện cho không tốt, Đúng mà rồi, quan chính trọng là xác. người bệnh không phối hợp. Người bệnh người ta không Đúng phối rồi. hợp và mình là luôn luôn phải nhắc nhở kiểm tra, tức là em không bác ấy không có ra thì kiểu gì em cũng phải gọi điện và em hỏi đấy, em gọi điện và em hỏi, hoặc là đôi khi em đi qua nhà em cũng tạt và đến nhà ngoại thì qua nhà bác ấy mà em tạt và em bảo hôm nay có sang xem cái chân của bác có đỡ không, bác như thế nào rồi, bác phải uống thuốc như này, bác phải làm như cháu hướng dẫn thì cháu mới cam kết Đúng được rồi. là khỏi. Chứ còn nếu mà bác mà không làm theo cháu hướng dẫn thì cháu không cam kết được điều đó, nếu bác không làm đúng cháu thì cháu không thể 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 nói được với bác là đụng đã hay không. Sau khi được hơn 1 tháng thì bác gọi, và đến bây giờ chân bác cũng khá là đẹp đấy ạ, chân của bác cũng khá là đẹp, cho nên là điều quan trọng nhất là cái giá trị là mình trao cho khách hàng để người ta tin tưởng, và sau đó người ta giới thiệu cho em một số ca về nấm mông, nấm miệng, có những người nấm hết 2 cái bên vùng mắt này cô này, nấm toàn bộ vùng mắt, người ta bất mãn lắm rồi, nhưng mà sau khi em cho thuốc uống rồi thuốc bôi và thậm chí là em cho tắm bằng cái dầu gội ấy. Dầu gội tắm ấy, người ta hỏi, người ta bảo đây chưa ai có cái phương pháp là dùng dầu gội để tắm nấm như thế cả, và người ta bảo đây là trường hợp là bây giờ từ trước đến giờ người ta đi lấy thuốc, bây giờ người ta mới thấy là đưa dầu gội về để tắm,
điều trị nấm thì người ta thấy khác Làm lạ và gì, hiệu quả, cho nên là người làm ta rất gì có chuyện, nhiều làm gì khách có đến. chuyện, làm gì có cái phương pháp Vâng. nào từ phương pháp của cô Hằng bao giờ, chỉ có những phương pháp của Vâng. cô Hằng mới có đấy. Cho nên là thực sự là may mắn là mình cũng cảm ơn, là đúng là cô của gọi điện hỗ trợ rất là nhiều nên mình đăng ký học cả chương trình môn B đấy, và học ở Nhật rất là nhiều giá trị đấy. Tuyệt vời quá, nếu khách hàng mà mang cả ba hoa quả sang để biếu là Đúng đã là mình đã là vui rồi. Anh chị em mình thấy là nhiều khi cái nghề nghiệp của mình nó có rất là nhiều những cái thứ mà làm cho mình cảm thấy buồn đúng không? Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ là chúng ta bán hàng thì thức khuya dậy sớm. Chúng ta bán hàng thì chúng ta nói xa xả khách hàng, cuối cùng khách hàng chả nghe theo. Chúng ta có rất là nhiều thứ trong công việc chúng ta cảm thấy không được thoải mái, cảm thấy buồn. Nhưng mà nếu như các bạn sẽ thấy là chúng ta hết lòng với công việc của mình và chúng ta chăm sóc khách hàng bằng cái tâm với lại kiến thức chuẩn, thì Hằng tin là khách hàng sẽ cảm nhận được cái sự tận tâm và cái chuyên môn tốt của các bạn. Và Hằng tin là giống như cái câu chuyện của chị Hồng chia sẻ, là khi khách hàng đã thành công, khách hàng rất là biết ơn các bạn. Họ rất biết ơn các bạn, và Hằng tin là cái khách hàng đấy của chị Hồng mà điều trị thì cái khách hàng đấy họ còn thoải mái chia sẻ nhiều cho người khác và kéo khách hàng cho chị Hồng. Kéo khách hàng cho chị Hồng. Tiếng lành đồn xa các bạn ạ. Và rất nhiều người sẽ biết đến cái câu chuyện đó, và gì ạ, sẽ có rất là nhiều khách hàng sẽ sẵn sàng là kéo khách hàng đến cho chị Hồng để mà được điều trị, vì người ta đã rất tin tưởng. Và những khách hàng đó đã được điều trị thành công ấy thì chị Hồng có nói gì họ cũng sẽ nghe. Cho nên Hằng tin rằng là đấy là một trong những cái câu chuyện để truyền cảm hứng cho các bạn. Các bạn sẽ thấy là lợi ích của việc mà chúng ta có giỏi về chuyên môn, chúng ta tự tin về chuyên môn, và chúng ta sẽ khác hẳn hoàn toàn so với phiên bản trước đây của mình. Ok, cảm ơn đồng chí Hồng rất là nhiều.